Nam và Bắc Hàn tìm cách cải thiện mối quan hệ. Kính thưa quý vị, tin từ Panmunjom, Bắc Hàn và Nam Hàn hôm nay đã tổ chức cuộc hội đàm cấp cao đầu tiên trong 7 năm tại khu biên giới vũ trang của họ để tìm cách cải thiện quan hệ, trong khi Nam Hàn và Hoa Kỳ đang chuẩn bị cho các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn đã làm cho Bình Nhưỡng tức giận. Cuộc họp đã được tổ chức với sự nhanh chóng bất thường và trong bí mật theo đề nghị của Bắc Hàn vào tuần trước. Một ví dụ mới nhất về những tín hiệu mâu thuẫn đến từ Bình Nhưỡng bao gồm việc hủy bỏ đột ngột lời mời một đặc phái viên Hoa Kỳ đến Bắc Hàn. Bắc Hàn được dự đoán sẽ lặp lại yêu cầu hủy bỏ các cuộc tập trận quân sự sẽ bắt đầu vào cuối tháng này. Nhưng cả hai bên đều có rất nhiều lợi ích để đạt được một thỏa thuận có thể phá vỡ bế tắc lâu dài của họ. Trong đoạn video được cung cấp bởi Bộ Thống nhất Nam Hàn, phái đoàn Bắc Hàn được nhìn thấy đi qua đường ranh giới để gặp gỡ đối tác Nam Hàn ở bên phía của Nam Hàn tại Panmunjom, có nghĩa là ngôi nhà bình yên. Bắc Hàn đã gửi nhân vật cao cấp thứ hai trong đảng lao động cầm quyền, trong khi phái đoàn của Nam Hàn được dẫn đầu bởi phó cố vấn cho Tổng thống về an ninh quốc gia. Hai bên đã kết thúc phiên họp buổi sáng, nhưng không có tin tức gì về những điều đã được thảo luận trong cuộc họp kín tại làng đình chiến Panmunjom. Cuộc họp diễn ra một tuần trước khi hai bên tổ chức cuộc đoàn tụ cho những gia đình bị phân ly bởi chiến tranh. Tuy nhiên, Bắc Hàn đã đe dọa hủy bỏ cuộc hội tụ này với lý do máy bay ném bom B-52 của Hoa Kỳ đã thực hiện một phi vụ gần bán đảo Triều Tiên.